động sản đang rơi tự do, chứng khoán đỏ sàn. Đầu tư gì để mang lại lợi nhuận gấp 10 lần lãi suất ngân hàng mà vẫn an toàn như gửi ngân hàng? Đó là giải pháp kiếm tiền bằng robot ứng dụng công nghệ 4.0 vào thị trường nghìn tỷ có lịch sử trên 100 năm. Với số vốn đầu tư ban đầu chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ, bạn có thể thu về khoản lợi tức hàng chục ngàn đô la Mỹ. Hệ thống vận hành tự động 100%. Bất cứ ai trên 18 tuổi là có thể sở hữu hệ thống robot kiếm tiền. Điều tuyệt vời là bạn được tặng miễn phí hệ thống kiếm tiền bằng robot này. Bạn chỉ tốn một khoản phí nhỏ là 10 USD tháng để duy trì server để vận hành hệ thống. Hệ thống vận hành càng lâu, lợi tức mang về cho bạn càng nhiều. Hệ thống kiếm tiền bằng robot có thể mang về lợi nhuận ổn định cho bạn từ 10 đến 15 năm. Bạn có thể thoái vốn bất cứ lúc nào. Ví dụ, bạn bỏ số vốn đầu tư ban đầu là 1.000 đô la Mỹ, sau 1 năm bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 1.600 đô la Mỹ. Năm thứ 2, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 2.560 đô la Mỹ. Năm thứ 3, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 4.096 đô la Mỹ. Năm thứ 4, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 6.553 đô la Mỹ. Năm thứ 5, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 10.485 đô la Mỹ. Năm thứ 10, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 109.951 đô la Mỹ. Năm thứ 15, bạn sẽ có số tiền lãi nhập vốn là 1.152.921 đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tìm hiểu về robot kiếm tiền, hãy gọi số 0907-103-253 để được tư vấn. Hãy nhanh tay đăng ký để xây dựng cho mình hệ thống kiếm tiền bằng robot ngay hôm nay. Truy cập website www.robotkiếmtiền.com để biết thêm chi tiết.